Phùng Văn Hiền. Bước sang hiệp 2, cầu thủ chủ nhà Trần Sĩ Hùng Thành ở bên phía tay phải. Tỷ số là 1-0 cho Hải Phòng. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai thì thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông. Rất bất ngờ. Đây là trận đấu dù được đá sân nhà nhưng Hải Phòng vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Hà Nội TNT vì họ tổn thất lực lượng khá nhiều. Một cú sút rất quyết đoán và dũng mãnh của Phùng Văn Hiền. Các hậu vệ của Hà Nội TNT rõ ràng đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình ở pha bóng này. Họ đều có nhiều khoảng trống cho Phùng Văn Hiền. 1-0 cho Hải Phòng. Đội bóng lép vế hơn, gặp nhiều bất lợi hơn. Ở trận đấu ngày hôm nay lại là đội đã có được bàn thắng khai thông bế tắc ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2.